Tâm ấy hy tốt lành lắm, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Sương, nghĩa là dùng trí huệ để thừa kế trí cha, sẽ quyết trí dương mình pháp môn tịnh độ và khiến cho con cháu được hưng thịnh. Phàm là người quy y Phật pháp đối với luân thường đạo lý đều phải tích cực phi thường để chọn hết tình nghĩa và bổn phận, có vậy mới đáng gọi là đệ tử thật sự của Phật. Nếu luân thường bị khiếm khuyết sẽ khó thể cảm hóa những người cùng hàng. Này cha mẹ ông đã không còn thì càng phải chú trọng đến bổn phận đối với anh em trai, chị em gái, thê thiếp, con cái. Đời bây giờ đã loạn đến cùng cực, cội nguồn là do những kẻ làm cha mẹ trong cõi đời chẳng biết cách dạy con, chẳng biết dùng đạo đức nhân nghĩa, nhân quả báo ứng để dạy con cái, chỉ nuông chiều, nuôi dưỡng thói kiêu ngạo, đem mưu mẹo mánh khóe dạy con. Vì thế, kẻ có thiên tư, quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư, quen nết ương bướng ngu dốt đến nỗi có chuyện vượt lễ trái phận thường thấy xảy ra. Nếu người làm cha mẹ ai nấy chọn hết đạo dạy con thì thế đạo đâu đến nỗi như thế này. Trước kia nếu không dạy dỗ con cái đàng hoàng thì vẫn chưa khẩn yếu lắm, bất quá chúng nó không hiếu thuận, không ra giống gì mà thôi. Hiện thời nếu không dạy con cho đàng hoàng, mối họa quả thật chẳng thể nào tưởng tượng được. Hãy nên đem lời này nói với hết thảy mọi người. Về chuyện đọc sách, do chính ông đã mang chức vụ, chẳng được rảnh rỗi nhiều, chỉ nên bắt đầu xem trước các sách văn sao, ra nguồn lục, rồi đến tịnh độ tam kinh, vãng sanh luận chú, triệt ngộ ngữ lục, tịnh độ thập yếu, tịnh độ thánh hiền lục, tịnh độ chỉ quy tập, long thư tịnh độ văn. Hãy nên đọc kỹ những thứ khác như thiền tông, hoặc bên giáo như thiên thai tông, hiền thủ tông, từ ân tông và mật tông. Hãy nên gác lại vì không dư thời gian để xem đến. Tu tịnh nghiệp mà trước hết chẳng nghiên cứu pháp môn tịnh độ cho rõ ràng thì giống như muốn về nhà nhưng chẳng biết đường lối. Những gì biết được thì vẫn có thể dùng để trở về nhà được, nhưng quanh co xa xôi lắm, thật giống như một trời một vực, xin hãy sáng suốt suy xét. 2. Thư của ông và của các vị Vương Lý, Uông Châu đều nhận đủ cả. Pháp danh của ba người ấy được viết trong tờ giấy khác, mong hãy chuyển giao. Tuy đại nguyện của ông Vương rất cao đẹp, nhưng trong lúc thời cuộc nguy hiểm này, chẳng biết quyết chí cầu sanh Tây Phương, vẫn muốn đợi sau khi xuất gia sẽ tụng kinh chú bao nhiêu đó để thỏa đại nguyện, lại mong tuổi thọ bằng với lời nguyện. Nếu nguyện chưa xong, tuổi thọ cũng chưa chấm dứt, đúng là kẻ si, nói chuyện mộng. Ông ta đọc sách tịnh độ hoàn toàn chẳng nương theo ý sách, tự lập chương trình. Nếu chẳng kịp thời, tùy phận tùy lực tu trì, chẳng những sở nguyện đều trở thành bánh vẽ hết, mà còn có thể mắc bệnh rối loạn thần kinh. Bệnh ấy rất dễ bị nhưng rất khó lành. Quang già rồi, một mực lòng dạ thẳng băng, ăn nói thẳng tuột, chọn chẳng dám thuận theo ý người khác để vui dạ người ta. Vì thế nói huỵch toẹt ra để ông ta khỏi bị mắc bệnh. Hai ông Uông và Lý chất trực không giả dối khá tốt đẹp hơn. Nay với mỗi người trong ba vị ấy đều gửi cho một bộ văn sao, một cuốn gia ngôn lục và những tập sách nhỏ, tổng cộng là 2 gói, xin hãy chia ra đưa tặng. Ông Châu Thái Nhiên trong thư chỉ viết hợp thập, chắp 10 ngón tay, tôi chẳng dám chấp nhận cho ông ta quy y, trân trọng trả lại 4 đồng tiền hương kính cho ông ta. Tuy quang chẳng thể hoằng dương Phật Pháp, quyết chẳng dám tự mình khinh mạn Phật Pháp, cũng như chẳng để cho người khác khinh mạn Phật Pháp. Hãy nói với ba người ấy từ giải được gửi thư đến nữa, gửi đến nhất quyết không trả lời, do mục lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ vậy. 3. Thư ông và thư của Châu Thái Nhiên đã nhận được cả rồi. Phải biết trong Phật Pháp có trụ trì thế gian Pháp và có duy luận lý tánh Pháp. Trụ trì thế gian Pháp là nếu người khác chẳng hết sức chí thành sẽ chẳng vì kẻ đó thuyết Pháp. Này thế đạo suy vi chẳng thể hoàn toàn hành đúng như vậy. Vì thế đối với những thư hỏi Pháp mặc lòng người ta viết như thế nào, Quang cũng đều trả lời. Nếu quá ngạo mạn vẫn chỉ bày trách móc lỗi ấy để khỏi phụ lòng kẻ đó gửi thư đến. Chỉ có kẻ xin quy y nếu chẳng dùng những chữ tỏ ý tự nhún mình chắc chắn chẳng dám chấp thuận. Vì chấp thuận như vậy tức là tự khinh Phật Pháp mà cũng khiến cho kẻ ấy khinh thường Phật Pháp. Có thể là vì kẻ ấy chẳng biết lễ nghi hoặc là do ngã mạn tự đại. Người tự đại thì làm sao dám nói với họ. Kẻ chẳng biết lễ nghi thì ắt sẽ làm cho họ biết, chứ không phải mong được người khác cung kính. Ấy chính là chẳng khinh Pháp và khinh người vậy. Nếu chẳng duy trì như thế, Phật Pháp sẽ chẳng thể lưu truyền. Duy luận lý tánh Pháp, Pháp chỉ xét trên mặt tánh, trên lý, không luận trên hình tướng, trên mặt sự, thì phàm tăng chẳng thể làm được. Chỉ có Đại Bồ Tát và người không có trách nhiệm duy trì Pháp Đạo
Làm như vậy sẽ có lợi ích sâu xa. Phàm phu làm theo sẽ phá hoại chánh pháp của Như Lai, tai hại chẳng cạn. Như trong kinh Pháp Hoa, Thượng Bất Khinh Bồ Tát hễ thấy tứ chúng đều lễ bái, thưa: tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Tứ chúng có kẻ dùng roi gậy ngói đá, đánh ném, bèn chạy ra xa đứng rồi làm lễ tát thát rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Sợ ông chẳng biết nghĩa này rồi lầm lạc, sinh ra nghi ngờ, bàn bạc, nên mới nói đại lược. Nếu là phàm phu tăng, chọn chẳng thể nương theo cách hành động ấy. Bậc Đại Bồ Tát trụ trì Pháp Đạo cũng phải y theo cách hành động của phàm tăng. Như sư Tế Điên chính là bậc cao nhân vượt ngoài khuôn khổ, nhưng vẫn hành động trong trường mực. Ngài Tế Điên chẳng giữ thanh quy nhằm hiển lộ đại thần thông. Nếu giữ thanh quy cẩn thận mà hiển lộ thần thông thì chẳng thể sống trong thế gian được. Chỉ có mượn cách điên điên khùng khùng, làm cho người ta tin tưởng, nghi ngờ, lẫn lộn, học ngầm giáo hóa, khiến cho người ta biết Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, hầu sanh tâm chánh tín. Những kẻ vô tri không biết xấu hổ trong cõi đời, học đòi theo đó, sao chẳng học ăn thứ chết vào ói ra thứ sống, sao chẳng học uống rượu say ngủ vùi mấy ngày, nhưng trăm ngàn cội gỗ to từ dưới giếng trồi lên, và uống rượu say bét nhè ói ra vàng, để thép vàng tượng Phật trong cả điện. Thứ chuyện chẳng thể nghĩ bàn ấy, chỉ có hạng người ấy thực hiện thì không trở ngại chi, chứ nếu người giữ thanh quy cẩn thận mà làm, chắc chắn sẽ phải qua đời ngay. Nếu không ai nấy đều đến tìm vị ấy, chẳng thể làm hết thảy mọi chuyện được. Hãy chuyển thư cho châu cư sĩ và đem những lời này đưa cho ông ta xem. Quang mục lực chẳng đủ, chẳng thể viết nhiều. Pháp môn tịnh độ và pháp tác tu trì đã có các sách văn sao ra nguồn lục vân vân nhắc đến rồi, nên cũng không nói tường tận trong thư này. 136. Thư trả lời cư sĩ X. Đọc thư gửi đến biết ông thông minh nhưng chưa triệt để, vì thế mới coi nhân quả của nho Phật giống như cách thưởng phạt trong phép vua trong thế gian, tựa hồ có lý nhưng thật ra vô lý. Sự thưởng phạt trong thế gian đứng theo tùy người mà định, còn nhân quả chính là do tâm thức chiêu cảm. Nho và thích không hai đạo. Ông cho rằng đạo nho có những điều chưa nêu tỏ, tức là đạo nho chỉ dừng lại ở đó. Đấy cũng là một chứng cớ cho thấy ông thông minh nhưng chưa triệt để. Phàm nhân quả thiện hay ác đều do tự tâm chiêu cảm, người đời không biết. Đức Phật giảng cặn kẽ, ông cho là Đức Phật bày đặt ra, há có phải là thông minh thật sự hay chăng? Quả báo xảy đến có khi là tức khắc, ngay trong đời này, có khi là trong đời kế tiếp, đời sau và nhiều đời nhiều kiếp. Ông hiểm quả báo xa xôi, muốn quả báo xảy đến cho nhanh là đã trở thành tà kiến rồi. Phải biết quả báo siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử cho đến thành Phật đều phải là nhiều kiếp. Tuy nói phóng hạ đổ đao lập địa thành Phật, buông dao đổ tẻ xuống thành Phật ngay nơi đó, nhưng thật sự chứng Phật quả cũng phải mất nhiều kiếp. Đừng cho rằng hễ ngộ được Phật tánh liền thật sự chứng được Phật quả. Nếu nói như ông, trong cõi đời không một ai có thể liễu sanh thoát tử, huống chi là thành Phật hư. Nếu ông biết điều này, sẽ chẳng đến nỗi trách Phật tàn ác, sẽ cảm được lòng từ bi của Đức Phật, đau lòng tuôn lệ bảo vệ những kẻ cùng hàng. Ông hiểm rằng chẳng được quả báo nhanh chóng, nhưng chẳng biết đến cái lợi lớn lao của việc không nhanh chóng, chính là loài chủng mùa hạ chẳng biết có băng, còn phủ du chẳng thấy được ngày hôm sau, chẳng đáng thương ư. Quả báo chậm hay mau đều do nghiệp thức của chính mình cảm nên, há nên đồn đầy cho Đức Phật. Do ông thông minh nên trong ý ông vẫn mắc lỗi, có biết nhưng vẫn cố phạm. Đủ thấy chuyện giảm bớt lỗi, dẫu là thánh nhân vẫn phải nỗ lực. Do vậy Khổng Tử tuổi đã 70 vẫn muốn chờ cho sống thêm 5 hay 10 năm nữa để học dịch hòng tránh được lỗi lớn. Nhà nho thấy biết nông cạn, cho là thánh nhân quá khiêm tốn, chẳng biết thánh đạo sâu xa, chẳng phải là hễ ngộ liền có thể thấu hiểu tột cùng được. Những chuyện khác khoa nói tới, chỉ lấy viên giáo để luận, thì sơ tín đoạn kiến hoặc, thất tín đoạn tư hoặc, bát tín, cửu tín, thập tín phá trần xa hoặc, khuất phục vô minh. Thập tín hậu tâm lại phá một phần vô minh, liền chứng sơ trụ trở thành pháp thần đại sĩ. Từ sơ trụ cho đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, trải qua 41 địa vị, vẫn chưa đạt đến địa vị hết sạch vô minh. Đẳng giác lại phá một phần vô minh, tức là chân cùng hoặc tận, thành Phật quả viên mãn bồ đề. Sự xa xôi của thiện báo và ác báo cũng gần ngang nhau, huống hồ tu nhận chứng quả cho đến lúc thành Phật ư. Nếu mọi chuyện đều xong ngay trong một chốc, thì sẽ trở thành hầm sâu đoạn diệt, không nhân không quả. Chẳng thấy đạo trời vận hành hay sao? Tiết hạ trí, nhất âm xanh, bèn nắng gắt. Tiết đồng trí, nhất dương xanh, bèn lạnh buốt.
Đập xuân có khi trước Tết, có khi sau Tết, mỗi mỗi đều chẳng thể cùng xong hết trong một lúc được, nên mới thành năm tháng. Nếu cùng một lúc xong hết thì chẳng trở thành vận hành mà thành đoạn diệt. Đối với việc thưởng phạt tội phước, trong cõi âm quả thật có người chủ trì nhưng chẳng phức tạp như trong dương gian, bởi án tử sổ sách đều tự hiện tự tiêu và cũng không có người ghi chép khóa sổ. Vì thế cõi âm không sai lầm. Có chuyện người tên X ở tỉnh kia bị bắt vì lầm với người cùng tên X ở tỉnh này, ấy chính là mượn chuyện người không đáng chết này để tỏ rõ thật sự có những chuyện địa ngục hình phạt trong cõi âm, vân vân, mõ hầu người đời sanh lòng tin. Do vậy thường có chuyện bậc sĩ phu chánh chừ trong thế gian tạm thời sở đoán chuyện của vua Diêm La, người bình thường trong thế gian làm sai nha cho cõi âm do bắt lộn người nên bị đánh đòn cách chức, đều là nhân cùng thố đại do nhờ vào hoàn cảnh ép ngặt để thực hiện sự giáo hóa. Vậy thố đại là thực hiện đại sự tu tẻ trị bình, bởi lẽ mắt chẳng thấy sẽ không tin, lại còn mượn cớ báng Phật cho nên đặc biệt hiện ra chuyện ấy để tỏ bày đại sự hòng mở rộng tầm mắt. Chuyện như vậy rất nhiều, nêu lên một chuyện để hòng biết chọn. Trong kiến văn luật của Ngẫu Ích Đại Sư có chép chuyện một sinh viên ở Hồ Bắc nắm quyền xử lý dưới tay Ngũ Điện Diêm La Vương. Một đêm đến cõi âm, thấy một cuốn sổ chép vợ mình giết trộm gà hàng xóm, kể cả lông thì nặng 1 cân 12 lượng, nhân đó bèn xé một góc trang sổ để đánh dấu. Tỉnh dậy ông ta hỏi vợ, sao lại giết trộm gà hàng xóm? Bà vợ chẳng thừa nhận, ông ta nói, bà vẫn cứ lừa dối tôi, sổ sách trong cõi âm đã chép bà giết trộm gà hàng xóm, kể cả lông thì nặng 1 cân 12 lạng. Bà vợ kể, phơi thóc gạo trong sân, cả hàng xóm đến ăn, dùng đồ vật quăng nó chết lăn quay, còn chưa động đến, bảo đem gà cân lên, quả thật nặng 1 cân 12 lạng. Ông sai vợ đem gà và một số tiền bạc giá một con gà đem trả, thưa rõ đầu đuôi với người ta, xin được của trách. Đêm ấy ông ta lại vào cõi âm xem sổ, góc trang sổ bị xé vẫn còn đó, nhưng không thấy một chữ nào cả. Ông cho rằng hình phạt trong cõi âm là do Đức Phật đặt chuyện, có thể nói là đã cô phụ ơn Phật quá lắm. Ông viết chữ nhỏ xíu, mắt quang quá mờ, lược nêu những điều quan trọng để giải lòng nghi của ông. Nếu ông biết điều này sẽ nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, hãy nên biết rằng lợi ích do ông đạt được bắt đầu từ nơi con cái của ông, vốn dĩ lợi ích sau khi sanh về Tây cho đến khi viên mãn Phật quả mới thôi. Nếu chẳng tự lượng, từ đây nghiên cứu các tông tánh tướng thiền mật, chẳng chú trọng niệm Phật thì có thể trở thành một bậc thông gia nửa vời, nhưng liễu sanh thoát tử sẽ thành chuyện năm nào năm nào. Quang giả rồi, mục lực chẳng đủ, tư duy đừng gửi thư đến nữa. Dù có cậy thầy Diệu hỏi dùm cũng chẳng trả lời. Vì sao vậy? Do ông chẳng phải là người hễ nêu ra một điều bèn hiểu rõ ba điều, dù có dạy từng điều một thì một vẫn là một, nên chẳng thể viên thông được. 137. Thư trả lời cư sĩ Trương Giác Minh, hai lá thư, ngày 30 Tết năm Mậu Dần, đính kèm nguyên thư. Sư tôn từ bi soi xét, còn chẳng được nghe lời giáo huấn từ bi đã hơn một năm rồi, nỗi niềm mong ngóng ngày càng chất chứa. Tháng 10 mùa đông năm ngoái, đệ tử Tị Lạn tại núi Mạc Can được đại thiện sĩ che chở, bình an không bệnh tật. Trên núi hoàn cảnh thanh tịnh, niệm Phật rất đắc lực, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, nhắm mắt mở mắt đều có thể được thấy tử dung của Tác Thánh. Tháng trước do thổ phỉ rình rập nên chẳng thể không xuống núi xác đất hàng ở tạm nhà người bạn. Muốn trở về nhà thì giao thông tắc nghẽn, muốn đến đất thân Thượng Hải thì tiền tiêu dùng chẳng đủ, luẩn quẩn trong ngõ rẽ, không biết theo ngõ nào. Mùa đông năm ngoái, Hùng Dượng cũng lên núi, tháng 3 mùa xuân năm nay đã sang đất thân, ở nhà con rể, mọi chuyện bình yên tốt đẹp, rất yên dạ. Đệ tử ở đây thì cũng xếp đặt tịnh thất khóa tụng sáng tối, nhưng do hoàn cảnh trần tục, con cái nặng nề, lúc niệm Phật chẳng khỏi có tạp niệm. Chỉ có mấy chuyện đáng kể, có người bạn trong cảnh hoạn nạn là ông Hà, vốn là sinh viên du học ở ngoại quốc, sùng tín khoa học vạn năng. Năm ngoái do bị bệnh mù mắt, khoa học chẳng thể trị được. Đệ tử khuyên ông ta nên tin Phật niệm Phật và dùng bài thuốc rửa mắt của sư tôn đã ấn tống để điều trị, đã thấy được một tia ánh nắng. Vì thế gần đây ông ta yêu cầu đệ tử mỗi ngày giảng giải kinh A-di-đà. Lại có một con hồng tước do ông Hà nuôi, nó nói được, cười được, dạy nó niệm Phật thì thoạt đầu 10 phần rất chán ngán. Nó không nói không biết thì cũng nói cái gì, thấy đệ tử lễ Phật nó liền cười điên cuồng không ngừng.
Đệ tử vẫn nhẫn nại mỗi ngày dạy nó bốn chữ chân ngôn, nay đã chịu niệm rồi. Có lúc nó niệm A Di Đà Phật bốn chữ, có khi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà bảy chữ, nhưng không chịu niệm nhiều. Thêm nữa, đệ tử có hai đứa tớ gái cùng lên núi tị nạn đều bị bệnh nặng. Đệ tử và con cái đích thân chăm sóc thuốc men, chăm nom ăn uống. Sau khi chúng nó lành bệnh đều cảm ngộ, ăn chay trường, tin Phật, niệm Phật. Mai này sau khi giao thông được khôi phục, tính đưa chúng nó đến quy y thọ giới chẳng biết có được hay không. Khi đệ tử ở núi Mạc Can từng cậy người gửi thư đến chùa Báo Quốc xin bài thuốc trị bệnh khí thống, về sau mới biết sư tôn hiện thời chẳng đọc thư tử đến đi nên họ đưa trả lại. Hiện đệ tử đang bị khí thống đã được chữa lành bởi bài thuốc này, do vậy kính dâng 15 đồng để làm chuyện liên quan đến Phật pháp, kính dâng 14 đồng hương kính, 1 đồng để giúp cho việc in bài thuốc khí thống, cầu mong thầy hãy rộng lòng thu nhận. 1. Hôm qua nhận được thư biết cả nhà ông tị nạn trên núi Mạc Can đều yên vui vô sự, có ngăn mực rỡ an ủi. Tai kiếp này do độc phận ác nghiệp của mọi người chiêu cảm. Ai có lòng tin niệm thánh hiệu Phật đều được gặp dữ hóa lành. Ấy là vì biệt nghiệp của cá nhân do được Phật gia bị nên từ nặng chuyển thành nhẹ. Đang trong lúc đại kiếp phá tan hoang trời đất từ xưa đến nay chưa từng có này. Kẻ nào chẳng sanh tín tâm, chẳng chịu niệm Phật cầu Phật rủ lòng gia bị thì kẻ ấy đáng xót thương thay. Ông Hà tin tưởng khoa học, biết khoa học vạn năng, nhưng chẳng biết các nước tàn sát lẫn nhau chính là hiệu quả của sự vạn năng ấy. Đến khi do bị bệnh không thấy được ánh sáng, vạn năng vô hiệu, mới do một pháp niệm Phật trước kia chọn chẳng thèm chú ý đến, và cách rửa mắt đã được truyền thụ mà lại được thấy ánh mặt trời. Do đấy sanh lòng chánh tín, xin ông giảng kinh Di Đà, sẽ do nhân duyên này tu dòng tịnh nghiệp, để mong cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương. Gần là liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, xa là dần dần tấn tu cho đến viên mãn Bồ Đề, thành vô thượng đạo. Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ đến nay, đủ mọi tịnh nhân, đủ mọi ác nhân, gặp phải ác tri thức thì ác nhân phát hiện, nhẹ là hủy báng, nặng là diệt pháp. Gặp được thiện tri thức thì tịnh nhân phát hiện, thoạt đầu là tiếp nhận, đến cuối cùng là vãng sanh. Ông Trịnh Tuấn ở Bình Lương, tỉnh Cam Túc, tự là Triết Hầu, đỗ cử nhân đời Thanh trước kia, chúng phải chất độc của Âu Hàn Châu Trình rất sâu. Trước khi tròn 60 tuổi thủ nghịch Phật pháp, năm 60 tuổi đọc văn sao của Quang, mới thẹn cho sự sai lầm trước kia, liền ăn chay trường niệm Phật cầu sanh Tây Phương, xin gửi thư quy y. Về sau năm Dân Quốc 24-1935, cùng với em trai đích thân đến đất Tô và triều bái Phổ Đà, tính thỉnh mấy vị tăng niệm Phật đến khai hóa ở quê mình. Người phương Nam không ai muốn đi, ông đến chùa Ngoại Long ở Thiểm Tây thỉnh được mấy vị niệm Phật quanh năm. Người đã như thế thì Phật cũng như thế. Còn Hồng Tước khuyên nó niệm Phật, nói không biết nói cái gì. Thấy ông niệm Phật liền cười điên cuồng, đấy chính là ác tập khí hủy báng Phật pháp. Đến khi hàng ngày dạy nó thì nó chịu niệm. Nếu có người thường niệm Phật, hàng ngày thường niệm Phật theo nó, biết đâu nó sẽ giống như con nhồng đời Tống, đứng niệm Phật qua đời, đem chôn hoa sen mọc trên mộ. Đào lên xem thấy gốc hoa sen mọc từ chót lưỡi chim. Hai đứa tớ gái của ông bệnh nặng, ông chăm sóc thuốc men chữa trị. Ông cùng con cái chăm nom miếng ăn thức uống lành bệnh, do cảm động chúng bèn ăn chay trường, đấy gọi là dùng đức khuất phục người vậy. Cổ nhân nói, dĩ ngôn giáo giả tụng, dĩ thân giáo giả tùng, quân tử cư hương dĩ thân xuất vật, linh đức phục nhân tương quán nhi thiện. Dùng lời lẽ để dạy thì bị tranh cãi, dùng thân để dạy thì người khác thuận theo. Quân tử sống trong làng, dùng thân để làm gương lôi kéo mọi người, dùng đức khiến người khác khâm phục, rồi nhìn theo bắt chước làm lành, chính là nghĩa này vậy. Tiếc rằng người tin Phật trong cõi đời thì ít, kẻ báng Phật lại nhiều, cho nên rất nhiều kẻ đời trước có thiện căn nhưng chẳng thể phát khởi tịnh nhân đời trước, gọi ân Phật sâu xa, để được là kẻ phàm phu triển phược đầy rẫy, mà ngay trong đời này nương vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, để dần dần đạt đến viên thành Phật đạo. Quang già rồi, ngày mai tròn 79 tuổi, sáng chiều sẽ mất. Từ dày không có chuyện gì quan trọng, đừng gửi thư đến, bởi chẳng có mục lực tinh thần thủ tiếp. 2. Trước sau hai lá thư đã nhận đủ, còn người ông Hà có hào khí sâu đậm, nhưng chưa từng nghe pháp của thánh nhân Nho Thích, tu thân trị tâm, nên gặp phải cảnh ngộ ấy. Tình cảnh đó khá giống với tình cảnh của ông Du Tịnh Ý, nhưng họ Du vẫn chưa biết sâu xa về pháp môn tịnh độ, sao bằng chịu nghĩ đã chết đi sống lại, đem hào khí trước đây sửa đổi thành khiêm nhường tự kiềm chế, thì sự thành tựu sau này còn cao siêu hơn ông Du.
Ông ta do thoạt đầu thấy Tăng phần nhiều hổ bại nên chẳng chịu quy y. Nay Quang cũng là ông Tăng hổ bại mà vẫn muốn quy y, quả thật chẳng biết Tăng là người như thế nào. So với hạng Tăng ăn thịt uống rượu, Quang còn có chút điểm tốt. Các vị Đại Bồ Tát như Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền vân vân và những quyền vị Bồ Tát chưa chứng Pháp Thân đã đoạn hoặc nghiệp trong Tam Giới và Nhị Thừa Thánh Nhân, đã chứng quả Duyên Giác, chứng quả A-La-Hán đều thuộc về Tăng. Như Quang đây, kém xa các vị Tăng A-La-Hán, khác nào sự cách biệt vời vợi giữa trời với đất, huống gì là sánh với các vị, các quyền vị Bồ Tát chưa chứng Pháp Thân, huống hồ lại đem sánh với các vị Tăng như Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền ư. Ông ta chỉ biết các ông Tăng uống rượu ăn thịt trong nhân gian, thì ngay cả những vị Tăng giữ thanh quy cẩn thận do chẳng chú ý nên cũng sanh ý tưởng kém hèn không kham nổi này, trong nhân gian cũng chưa được thấy nghe, huống gì là các vị Tăng đại thánh nhân khác. Quang là ông Tăng hèn kém đến cùng cực mà ông ta vẫn muốn quy y, thì suy ra đương nhiên cũng sẽ quy y với các bậc thánh Tăng khác. Do vậy nói kết quả thủ thắng hơn ông Du, do biết được pháp môn tịnh độ, được liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này, để dần dần tấn tu viên thành Phật đạo. Đối với bệnh phổi của vợ ông ta, hãy nên kiên thành niệm thánh hiệu Quán Âm sẽ tự lành. Mắt lắm khi tỏ lắm khi mở, gốc bệnh là vì gấp gáp bột chụp. Nếu có hàm dưỡng, lại kiên thành niệm Phật và niệm Quán Âm, thì một khi lành bệnh, sẽ vĩnh viễn lành bệnh. Xin hãy nói với ông ta. 138 thư gửi hai vợ chồng ông X, hai lá thư, đính kèm lá thư thứ hai của bà ta. 1. Nhận được thư, Khôn Ngăn than thở cảm khái, cớ sao bà mù quáng đơm đặt, nói nhiên đăng của Phật giáng sanh trong nhà bà, chưa đẻ năm đã chết non, chư Phật sanh tử đã xong, quyết chẳng có lẽ nào thị hiện giáng sanh rồi lại chết yểu. Nếu không vì độ chúng sanh, Đức Phật bèn thường nguyện thị hiện giáng sanh, quả thật có chuyện ấy, nhưng đã thị hiện giáng sanh, cũng chắc chắn chẳng nói ta là vị Phật nào đó. Đến khi độ sanh xong xuôi, sắp thể hiện Niết Bàn mới tỏ rõ gốc tích, chắc chắn không có chuyện thể hiện giáng sanh, rồi chẳng làm Phật sự lớn lao đã chết yểu ngay. Thành văn sơ quả đã đoạn kiến hoặc, vẫn còn tư hoặc chưa đoạn nên phải 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh vào nhân gian mới đoạn được tư hoặc, chứng tứ quả. Nhị quả thì một sanh, một lần sanh lên trời, một lần sanh trở lại trong nhân gian rồi chứng tứ quả. Bậc sơ quả, nhị quả sanh trong nhân gian, tuổi thọ đều dài ngắn bất định, hoặc mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, chính là theo nghiệp thọ sanh vậy. Tam quả do đã đoạn sạch tư hoặc trong dục giới, vẫn phải ở trong ngũ bất hoàn thiên của sắc giới trải qua nhiều kiếp mới có thể đoạn sạch tư hoặc chứng tứ quả. Tứ quả đoạn sạch kiến hoặc và tư hoặc, chọn chẳng còn sanh duyên trong tam giới. Nếu phát hoàng thệ nguyện thể hiện giáng sanh, thì có thể giáng sanh trong tam giới. Kẻ theo nghiệp thọ sanh chẳng thể sánh bằng những vị này. Bà là nghiệp lực phàm phu bịa chuyện đồn đại này, vu bám của Phật. Muốn được những kẻ mù mắt trong thế gian cho rằng bà là cha mẹ của Phật, nếu nói với kẻ thông hiểu Phật Pháp, nhất định họ sẽ của bà, là dùng lời lẽ tà quái lừa dối mọi người. Dẫu cho người trong cuộc không rảnh rang hỏi đến, há cũng chẳng sợ thiên lôi giết bà hay sao? Bà còn đến các nơi tìm người họa thơ của bà. Nếu chẳng phải là ngoại đạo không phân biệt được tà hay chánh, bà là kẻ si, chẳng biết thơm hay thối, ai chịu chấp nhận lời nói ấy của bà là đúng. Bà hãy nên thống thiết sửa đổi lỗi trước. Phạm đã gửi thư cho những ai, đều hãy nên gửi thư cho họ bày tỏ thẳng thắn cái tội ấy, buồn đau cầu sám hối. Ngõ hầu chẳng đến nỗi đem phạm lạm thánh, vĩnh viễn đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu các nỗi khổ cùng cực, vĩnh viễn không có ngày ra. Nếu hứa chẳng coi lời Quang là đúng, thì bà là quyến thuộc của ma chứ không phải là đệ tử của tôi. Sao bà lại khổ sở mù quáng bịa chuyện, bị người sáng mắt thoá mạng, bị thiên địa quỷ thần tru diệt vậy? Do mong mỏi bà biết lỗi, liền sửa đổi hối lỗi. Nếu không, khi khổ báo xảy đến, có hối cũng chẳng kịp. Vì thế tôi không thể chọn hết bổn phận, nói thẳng của trách gay gắt. Nếu bà chẳng nghe, chẳng liên can gì đến tôi nữa, kính vâng lời dạy từ bi, được nhận lời của trách nghiêm khắc, cung kính đọc đi đọc lại, cảm kích lẫn hổ thẹn chen lẫn. Đứa còn yêu quý bị chết kiểu, tâm chua xót muôn phần, nghiệp chướng sâu nặng, làm thơ nói động đến cổ Phật, khởi ra tội lỗi thật nhiều. Kiên thành sám hối, thống thiết sửa đổi lỗi trước, phàm phu tục tử bẩm tánh ngu độn lỗ mãng, hoàn toàn cậy vào ân sư khai thị, sáng tối suy nghĩ cạn kẽ, tiền trình nguy hiểm, thật đáng sợ quá. Do nghĩ đến điều này, kính dâng thư bày tỏ cảm tạ, cuối mong ân sư rủ lòng xót thương như biển rộng, nghiệp căn đã gieo từ trước, pháp duyên thiếu sót đã lâu, dốc lòng cầu xin thầy,
trưởng ban pháp hối, dự dạy dỗ về mặt pháp. Ngõ hầu trong chốn lưới hít trần âm u, được nhờ đức huệ soi sáng thông suốt trong biển khổ mệt mù, được nhờ thuyền tử phổ độ. Hai, hôm trước nhận được thư biết bà đã nhận lỗi, xót xa xin sám hối, vốn muốn trả lời ngay nhưng không rảnh rỗi, nên chần chừ đến nay. Con người sống trong thế gian phải giữ bổn phận, y phục đồ vật danh xưng đều chẳng nên quá tôn quý, chớ vì muốn đẹp mặt mà xưng hô bừa bãi. Ví như thứ dân xưng bừa là đế vương, tội ác diệt tộc chẳng đáng sợ ư? Bà đem đứa con chưa đầy năm bị chết yểu xưng bừa là nhân đăng của Phật thị hiện, muốn được cái mỹ danh là cha mẹ của Phật, chẳng biết cái tội khinh nhờn miệt thị của Phật, cho đến hết đời vị lai cũng chẳng có ngày thoát khỏi a tỳ địa ngục. Nếu quan không nói toạc ra, bà vẫn cứ muốn đem bài thơ đã soạn gửi cho khắp mọi người trong nước, ngõ hầu kẻ vô tri cũng bắt chước dẫm theo vết chân của bà, thì những kẻ gian tà ngư ông đắc lợi đều coi đứa còn chết yểu là của Phật thị hiện. Thoạt đầu chỉ mong được kẻ vô tri khen ngợi, kế đến là dựng tháp xây miếu, tòm góp của cải để làm giàu, kế đến là những kẻ gian tà cùng nhau tụ tập bèn lập giáo môn, lừa dối gạt gẫm kẻ ngu tục. Lâu ngày dấu vết xấu xa lộ ra, khiến cho mọi người cùng chịu phép nước trừng phạt. Nhưng trong số những kẻ gian tà đương thời, có những kẻ ẩn nấp giấu mình chưa bị tru diệt, lâu ngày lại dấy lên giống như bọn Bạch Liên giáo, cứ lây nhây không ngừng là mối hại cho thế gian. Kể từ sau đó, bọn giáo đồ chỉ đổi danh xưng chẳng đổi bản chất, lũ ngoại đạo ấy đều chuộng bí mật, dẫu là cha con vợ chồng lẫn vẫn đều chẳng bảo cho biết. Do điều bí mật ấy cố kết trong tâm kẻ ngu, nên bất cứ vị thiện tri thức nào khai thị chỉ dạy, họ đều chẳng chịu tin theo, như con chó coi phẫn là thơm, không ăn không được. Thường nói với người khác: thấy ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế, ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế, mù quáng bịa chuyện để mong được danh văn lợi dưỡng, chẳng tính đến chuyện Phật pháp bị hoại loạn, khiến cho chúng sanh bị nghi ngờ lầm lạc, sống chịu phép nước, chết đọa ác đạo từ kiếp này sang kiếp khác, không có lúc nào thoát ra. Mối tệ ấy lưu truyền chẳng thể kể xiết được. Hành vi của bà nếu chẳng thống thiết sửa đổi, ác sẽ giống như bọn chúng, chẳng đáng sợ ư? Hãy nên in một tờ thư sửa lỗi sám hối. Phàm trước kia đã gửi bài thư đó cho những ai, nay đều gửi tờ thư ấy, ngõ hầu họ biết tường tận. Cái huy hiệu có ba chữ niết bàn thất, hãy đốt đi. Những chuyện đã lầm lạc tính làm trước kia thể đều dẹp hết, dựa theo những điều đã nói trong một bức thư gửi khắp, sanh tín phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu thật sự chịu thật tâm bày tỏ sám hối, chắc chắn sẽ được nghiệp tiêu trí dạng, chứng tận phước tăng, cậy vào Phật tử được vãng sanh Tây Phương, lợi ích ấy há diễn tả được chăng? Quang đã vì bà có thể nói là tột bực không gì hơn được nữa, tôi đã chọn hết trách nhiệm bổn phận của tôi. Nếu bà đọc kỹ, nghĩ chín, á sẽ lâm vào tình cảnh lệ ứa đầm đìa không thể cầm được. 139 thư gửi nữ sĩ Ngô Huệ Đức, năm Dân Quốc 28-1939, đính kèm lá thư của Tông Sước gửi đến. Sư tôn tử bi soi xét nữ sĩ Ngô Huệ Đức ở bến Á Sa Hán thuộc đảo Tô Môn Đáp Lạc tại Nam Dương, trước kia gặp chuyện khốn khó tai ách, phát tâm thở Phật đã được 8 năm. Trước kia đệ tử là một trong 5 người đầu tiên phát tâm thờ Phật tại phố Miên Lan, vốn nằm trong thuộc địa Tô Môn Đáp Lạp của Hà Lan. Mẹ bà ta là cụ Ngô Trần Thị, người huyện Đồng An, tỉnh Phước Kiến, đồng thời được nghe Pháp, không lâu sau cũng phát tâm thờ Phật, Pháp danh là Hiền Hạnh. 10 năm gần đây, từ thành phố Dân Lễ ở Tô Đảo, chuyển sang sống ở Tân Gia Ba là thuộc địa của anh, qua đời vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Những nét tránh trong cuộc đời cụ đã được con gái cụ là Huệ Đức ghi chép tường tận, xin sao lại trong tờ giấy khác đính kèm. Nữ sĩ Huệ Đức thường từ Á Sa Hán đến tỉnh Tân Gia Ba thăm viếng song thân, mỗi lần lui tới đều đến chỗ ở của đệ tử tại đảo Tân Lang để hàn huyên. Trước kia đệ tử đã về nước lên núi triều bái, đến chùa Báo Quốc ở thành Tô Châu lễ bái thân cận sư tôn, và có lần cùng với mấy vị cư sĩ nam nữ từ Vô Tích đến Tô Châu khấu kiến, được nghe lời dạy tán thán tịnh nghiệp đạo tràng Linh Nham, được trọng vọng ở vùng Đông Nam. Có người phát tâm làm lễ cầu siêu cho tiên linh, được tăng chúng chùa Linh Nham rủ lòng từ thành tựu pháp sự cầu siêu, được thọ ân lớn lao khó thể nghĩ bàn. Sau khi trở về Nam, cũng đã từng tán dương kể lể với mấy vị tịnh nữ. Nữ sĩ Huệ Đức vốn hướng lòng về thầy đã lâu, lần này sau khi mẹ bà ta qua đời,
Tùy do thần hữu Kiều Bảo Đất Mân Phước Kiến chủ trương đã cử hành pháp sự cầu siêu tại chùa Long Sơn thuộc Tân Gia Ba, là chỗ trụ của tăng chúng quê ở Đất Mân, Huệ Đức đã bao lần hướng về cha và quyến thuộc xưng tụng chùa Linh Nham là đạo tràng hy hữu. Nếu có thể thỉnh cầu chùa là pháp sự siêu độ thì có phước lớn lao chẳng thể sánh ví được. Đã được người nhà đồng ý, bà ta liền đến chỗ đệ tử giao cho 200 đồng tiền của nước nhà, dặn trình đầy đủ mọi lẽ với sư tôn, cầu xin rủ lòng từ phương tiện truyền đạt lời thỉnh, hòng thành toàn chuyện này, khôn ngăn ghi khắc cảm kích đến cùng cực. Đệ tử Tông Xước kính cẩn khấu đầu. Nhận được thư của nữ sĩ, Tông Xước giới thiệu bà xin cầu siêu cho mẹ. Biết mẹ con bà đã sớm được hồi ân Phật giáo hóa, tin sâu tịnh độ, mẹ bà yêu tiếc đồ vật, biến những thứ bị người ta bỏ đi thành những món được người ta quý trọng, tâm nhạy bén, bàn tay khéo léo ấy cũng do nhiều đời vun bồi thành. Đến khi lâm chung, bà lại có thể bảo cả nhà trợ niệm và thỉnh tịnh nữ trợ niệm, nên cụ buông xuống được hết thảy, chỉ nghĩ đến Phật qua đời, rồi đỉnh đầu vẫn còn nóng bừng, vẻ mặt tươi nhuận. Có thể là tướng lành chứng tỏ cụ đã vãng sanh. Nay bà lại xin linh nhằm cầu siêu thì phẩm sen chắc sẽ tăng cao. Có thể nói là bà là người đã báo được ân mẹ so với những kẻ bày vẽ mù quáng coi giết hại mạng sống loài vật, tụ họp bạn bè tiệc tùng là sang. Chẳng biết đấy chính là hành vi của những kẻ đại bất hiếu. Cha mẹ đã té xuống giếng lại còn bị quăng đá thì khác biệt như một trời một vực vậy. 140. Thư trả lời đại sư Tế Thiện. Nhận được thư hôm trước, do chữ nhỏ mắt lòa trở lại âm u nên chẳng trả lời ngay được. Hôm nay trời quang mây tạnh, bèn dùng kiếng lão lẫn kiếng lúp hỗ trợ để đọc và trả lời đại lược. Những tướng trong mấy năm qua, như thầy đã kể, thật nguy hiểm quá. May là chưa gặp được đại thiện tri thức có cùng chí hướng, nên biết đấy là cuồng vọng, chẳng đến nỗi do hoàng pháp lại biến thành nghiệp diệt pháp. Nếu không nguy hiểm lắm thay, đối với pháp tắc tu tịnh đã nói thì đều vốn là lời thành thật của chư tổ, cố nhiên không có gì chẳng thích đáng, nhưng người căn tánh viên đốn thọ pháp, không pháp nào chẳng viên. Vô lượng thọ kinh, quán kinh, A-di-đà kinh, tùy sai khác về mặt văn tự, nhưng ý nghĩa dung thông lẫn nhau. Đức Phật, vì chúng sanh trong chín pháp giới nói ra, chúng ta há nên chẳng tự lượng, cứ chuyên chú theo cái nhìn của bậc tối thắng ư. Thần trượng 6 hay 8 thước, Đức Phật đã từng giảng qua cho chúng ta. Đức Phật đã vì kẻ hạ phẩm, trước khi đọa địa ngục, mà rộng mở pháp chỉ danh, đấy chính là quán kinh, vẫn coi chỉ danh là hạnh thiết yếu nhất. Vô lượng thọ kinh nói cặn kẽ thệ nguyện của Phật và những tướng thanh tịnh, đấy chính là bí quyết quan trọng cho người tu tập dựa theo kinh tiểu bổn, kinh A-di-đà. Do hai kinh này, sẽ biết văn tự của kinh tiểu bổn chỉ là toát yếu. Do vậy biết rằng tuy y theo tiểu bổn, chớ nên nghĩ hai kinh kia không khẩn yếu rồi coi thường. Đối với sự tu trì, nếu thật sự chí thành thì một lần chiêm ngưỡng, một lạnh một lượt xưng danh đều tiêu diệt được vô lượng tội, tăng vô lượng phước, chứ không phải là nhất định phải tu theo một cách nào mới được. Tâm địa thanh định, thanh tịnh, thánh cảnh hiện tiền, nhưng đấy vẫn là những gì ta sẵn có. Há nên như đứa con nghèo nhặt được vàng bèn mừng vui quá mức như điên như cuồng. Đã có tình trạng ấy hoàn toàn là tính cách của phàm tình. Nếu chẳng suy xét phàm tình, khó khỏi bị ma dựa. Xưa kia đại sư trí giả tụng kinh Pháp Hoa, đến chỗ thị danh chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai. Đấy gọi là chân tinh tấn, đấy gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Hoát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, đích thần thấy một hội linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Nếu có tướng trạng mừng rỡ, điên cuồng không kiềm chế được, thì làm sao nhập định cho được? Suy nghĩ điều này sẽ biết, thánh cảnh hiện bèn bừng rỡ như điên thì đều là phàm tình, rất trái nghịch thánh trí. Nếu chẳng tự lượng, cũng nguy hiểm lắm thay. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tổng trì, thành thủy thành trung để mười phương tam thế hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo giới hóa độ chúng sanh. Lắm kẻ muốn làm bậc cao nhân đệ nhất xưa nay, bèn coi thường hủy báng pháp này. Chúng ta nên lấy chư Phật chư Tổ làm thầy, trở nên lấy những hạng cao nhân ấy làm căn cứ, sẽ được nương Phật tử lực vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu không liễu sanh thoát tử sẽ là chuyện lâu xa lắm. 141. Thư trả lời Trần Huệ Cung và Tôn Huệ Giáp. Nhận được thư khôn ngăn mừng rỡ an ủi, quang do 58 năm trải đời, biết một pháp tịnh độ là pháp môn tổng trì để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo giới hóa độ chúng sanh. Những pháp môn khác tuy cao sâu huyền diệu, nhưng phạm phu sát đất ai có thể đích thân chứng được ngay trong đời này,
Để được lợi ích thật sự, chỉ có tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương là có thể cậy vào Phật tử lực tiếp dẫn vãng sanh. Đã vãng sanh Tây Phương, bèn siêu phàm nhập thánh liễu sanh thoát tử. Kẻ thấp nhất đã bằng với tứ quả A-la-hán trong tiểu thừa và bậc Bồ Tát thuộc địa vị thất tín trong viên giáo. Do vậy, việc pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong các pháp môn do Đức Phật đã nói ra trong cả một đời Ngài, chứ nên dùng sự tu chứng của hết thảy các pháp môn để so sánh và định pháp này. Hiện thời có rất nhiều kẻ đại thông minh coi tịnh độ là tiểu thừa. Chẳng những chính mình không tu trì mà còn lắm cách chê bai bài bác, phá hoại sự tu trì của người khác. Chẳng biết pháp này chính là pháp để phản lẫn thánh cùng tu. Kẻ phàm phu do nghiệp lực sắp đọa địa ngục mà niệm được danh hiệu Phật, liền có thể lập tức vãng sanh, bậc đẳng giác Bồ Tát, sắp thành Phật đạo. Vẫn phải dùng công đức của người đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Pháp môn tịnh độ lớn lao thay, đáng thương thay, những kẻ đại thông minh chẳng những không tu chỉ lại còn chê bai bài bác. May mắn thay, ngu phụ tín nguyện trì danh, được cùng với Quán Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng làm bạn lữ. Những kẻ đại thông minh kia, dẫu có túc phước chẳng bị đọa tam đồ ngay lập tức, nhưng mong được kẻ vai sát cánh với ngu phụ vẫn chẳng được. Huống hồ đã vắng pháp này, khó khỏi bị đọa lạc. Những kẻ ấy mắc bệnh ham cao trộm xa, thật sự chẳng biết cội nguồn của sự cao xa. Nếu họ thấy chư vị trong hòa tạng hải chúng nhất trí tiến hành, dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương, sẽ hổ thẹn muốn chết, đâu dám gọi pháp môn này là tiểu thừa, chẳng đáng để tu trì ư. 142 trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Tức là cư sĩ X ở Vĩnh Gia được nhắc đến trong văn sao Chánh Biên. Những lá thư này được viết bắt đầu từ năm Dân Quốc 16, 1927 đến năm Dân Quốc 26, 1937, sao lục đầy đủ. Hôm qua nhận được thư, Khôn Ngăn cảm khái than thở, đã biết căn bệnh, lại biết thuốc chữa, chẳng chịu uống ngay, lại còn hỏi han thuốc men, há chẳng phải là vô sự, sanh sự. Còn như niệm Phật cũng được, niệm Quán Âm cũng được, cần gì phải lắm phen so đo thừa thãi như vậy. Do nỗi khổ trong mạt kiếp nặng nề, Đức Quán Âm lòng bi sâu xa, nên quan thường khuyên người khác niệm kèm thêm danh hiệu Ngài để mong mau được Ngài từ bi che chở. Niệm Phật cũng chẳng phải là không được cảm thông, mà niệm Phật cũng không phải là chẳng thể niệm kèm danh hiệu Quán Âm. Truyền niệm hay kiềm niệm đều được. Đức Phật cũng từng dạy con người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế biết là hoàn toàn chẳng trở ngại gì. Nếu niệm Di Đà cầu sanh Tây Phương, lại niệm Dược Sư cầu sanh Đông Phương thì không được. Còn Di Đà và Quán Âm là cùng một sự, nhưng Đức Quán Âm đi sâu nguyện nặng nên thường kiêm niệm để mong mau được cảm thông. Tất cả những thứ nghị luận thừa thãi đều là chẳng cần thiết. Cổ nhân nói tuân kỳ sở văn, hành kỳ sở tri, tuân theo điều đã nghe, hành điều đã biết. Hai câu ấy chính là khuôn phép để tu trì chân thật vậy. Quán Âm chính là quá khứ của Phật, làm bậc phù tá Đức Di Đà. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện, có gì là không được. So sánh những công đức niệm Quán Âm, Địa Tạng, Di Đà, vân vân, chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đổi dời mà thôi. Nếu chấp chết cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn, hãy nên nói với hết thảy mọi người, để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa lỗi hướng thiện, đôn đốc đơn thường, chí thành khẩn thiết xưng niệm danh hiệu Quán Âm. Ấy là diệu pháp động nhất vô nhị. Bất luận các sự nguy hiểm như nước lửa, đau bình, vân vân và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được. Nếu chịu tuân theo những điều vừa nói trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nguy thành an và oán nghiệp tiêu diệt, không uống thuốc mà lành bệnh. Nhìn vào thời cuộc hiện tại nguy hiểm muôn phần, nếu chiến sự xảy ra cả nước không một chỗ nào yên vui cả, dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến, thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thầy già trẻ trai gái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoại trừ cách này ra, không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hóa lành, dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực hoặc sanh về Tây Phương hoặc sanh vào đường lành. Cho nên nói đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. Chẳng biết con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước tạo thành cái gốc để quyết định sanh vào nhà phú quý hay bần tiện. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh, dẫu không có tín nguyện cũng chẳng đến nỗi đọa vào ác đạo, há có nên chẳng niệm để tự mình lầm lầm người ư? Mọi chuyện phải khéo suy nghĩ, chớ nên mặc tình làm bừa.
Ngay như hành vi bố thí thường là chuyện lành, nhưng đối với kẻ chẳng biết hổ thẹn lại biến thành chướng ngại. Cố nhiên hãy từ chối không chấp nhận. Nếu có kẻ như vậy đến xin chỉ cho một chút, hắn sẽ tự chẳng đến nữa, cũng chẳng đến nỗi nổi nóng phát cáu, chỉ có cách mặc kệ hắn là hay nhất. Gia ngôn, lời dạy trong gia đình của ông Nhiếp Vân Đài khá hay. Muốn giúp cho tác phẩm ấy được lưu truyền, có lẽ hãy nên rút tiền cho ông ấy, để tùy ông ta làm sao cho đôi bên đều không bị ngăn ngại. Mua con vật đem phóng sanh cũng giống như bố thí, đều cần phải khéo lập cách, đừng định kỳ hạn nhất định, đừng bắt buộc ở một nơi cố định, đừng bàn bạc phải thả một loài vật nhất định, hãy tùy duyên mua rồi đem phóng sanh thì sẽ được lợi ích thật sự. Nếu lập kỳ hạn nhất định, chọn nơi nhất định, thả một loài vật nhất định sẽ thúc đẩy người khác săn bắt nhiều loại đó. Mua trâu dê lợn đều phải có khoản tiền cỏ, tiền thức ăn quanh năm, đấy là một khoản tiền lớn. Nhưng mỗi lần có người thả, nếu họ chẳng đóng khoản tiền ấy thì người lo liệu phải mua giùm. Có lẽ nên đem tiền giao cho người trông nom để họ tùy ý, hoặc mua sinh vật, hoặc mua cỏ thức ăn cho thích hợp. Bài văn khuyên người khác phóng sanh của Sư Thọ rất hay, nhưng nên chú trọng khuyên người ta kiêng giết ăn chay che chở, yêu tiếc sanh mạng loài vật, thì chẳng tốn tiền tài, chẳng tạo thành chuyện đánh bắt nhiều, công đức ấy rất lớn. Trước tượng Tây Phương Tam Thánh không cần phải đắp tượng Phật Thích Ca, và những thứ đeo sắt trên thân như chú Lăng Nghiêm vân vân, khi nằm nghỉ lúc đại tiểu tiện nên cởi ra. Chỉ khi gặp cảnh nguy hiểm cùng cực là có thể không cần tháo ra. Nếu lúc bình thường không nguy hiểm vẫn không bỏ ra, sẽ thành cái tội khinh nhờn không thể kẻ xét được. Nếu trong phòng có kinh tượng thì hãy nên hết sức kính trọng. Hàn Sơn và Thập Đắc là do Văn Thù và Phổ Hiền hiện ra, vì thế phải thường giữ lòng kiêng sợ, chẳng dám phóng túng mới nên. Đồ chay nơi những quán cơm không sạch sẽ, người ăn chay nên vĩnh viễn đoạn trừ những thứ ăn uống giao tế ấy. Nên nếu người ta mời, bèn viện cớ chẳng thanh khiết để từ chối, vừa khỏi bị người ta mời, vừa chẳng bị phí tiền oan uổng mời lại người ta. Người ta dùng cái lễ vô lý để mời, không đi đâu có sao. Dạy trẻ nhỏ nên dạy cặn kẽ, làm người phải tự lập chí hướng, đừng nên của trách kiếp khác. Bởi lẽ những học thuyết hiện thời thường đà phá quy củ cũ, nếu của trách nghiệp ngặt, con cái sẽ có thể bị kẻ vô tri dụ dỗ mê hoặc, sẽ từ ân biến thành oán. Tuổi nó đã 15, nếu có thể đem lẽ lợi hại nói với nó sẽ chẳng đến nỗi nó không cảm động mảy may nào. Làm như thế mà chẳng cảm động tức là giống như gỗ đá vô tri, nếu nghiêm khắc đâm ra càng biến thành phản đối. Những kẻ giết cha tự khoe công để được khen thưởng đều là do từng bị trói buộc, muốn phát tiết nỗi hận một phen, chẳng biết sẽ vĩnh viễn bị hãm trong súc sanh địa ngục, chẳng thể thoát ra. Hãy nên đọc toàn bộ tứ thư, kinh thư văn lẫn lý rất hay, cũng nên đọc toàn bộ. Đại đạo nơi kinh dịch có thể để thong thả, muốn thành học vấn, càng phải dốc sức vào nguyên lý từ hiện tượng biết được phép tắc. Phần đại tượng thuộc 64 quẻ của kinh dịch có thể gom thành một thiên, khắc thành bài minh đặt bên chỗ ngồi. Nội dung bài minh ấy cực rõ ràng, rộng lớn, cực thần thiết, chẳng biết chi kiến lãnh hội của những kẻ phế kinh như thế nào. Kinh thì có thể để từ từ, bởi nếu không phải là người có tư cách đại thông minh sẽ chẳng thể khéo hiểu được ý nghĩa. Lễ ký và tả truyện nên chọn đọc những phần có ích cho thân tâm và quan hệ lớn lao đến sự giáo hóa trong cõi đời. Trẻ nhỏ thích ăn cắp đồ vật của người khác thì hãy nên hàng ngày bảo nó. Con người chẳng thể làm chuyện gì khiến lòng áy náy. Nếu làm chuyện khiến lòng phải áy náy, giấu cho người khác từ đầu đến cuối chẳng hay biết, nhưng trong tâm chính mình luôn ôm nỗi thẹn thùng. Huống chi thiên địa quỷ thần Phật Bồ Tát không một vị nào chẳng biết ư, sao người chẳng biết tự gắng sức làm chuyện hạ lưu như vậy. Từ dày nếu vẫn còn ăn trộm đồ của người ta, chắc chắn ta sẽ dẫn ngươi đến trước người ta dập đầu thú tội, trả lại đồ cho người ta. Ngay cả vật chẳng đáng một đồng cũng phải làm như vậy. Lại còn yêu cầu người ta nếu có chuyện người lấy trộm đồ thì phải tận lực đánh đòn đe nẹt, chớ nên vì thể diện của ta mà chẳng chịu nói, đến nỗi người ngày càng cảm thấy ăn trộm đồ vật chẳng quan trọng khẩn yếu chi, thường mong tưởng ăn trộm. Người hãy suy nghĩ xem, ví như con người làm việc gì, nếu có ai khen người đó giỏi hắn sẽ vui vẻ, chê hắn dở hắn không vui. Sao người lại làm ra sự thể khiến cho người ta phải thóa mạ khinh bỉ? Nếu ta giấu giếm che chở cho ngươi, tức là ta dạy ngươi làm giặc, sau này chắc chắn ngươi hoàn toàn chẳng thể thành người được. Vì vậy ta bảo với ngươi, từ giày trở đi, nếu ngươi ăn trộm đồ của ta nhất định phải đánh ngươi. Nếu ăn trộm đồ của người khác, ta nhất định đem ngươi tới chỗ người ấy, dập đầu thú tội,
và đem đồ vật trả lại cho người ta. Chẳng những người mất mặt mà thật ra ta còn khó chịu hơn người nữa. Do mong người thành người, bất đắc dĩ ta phải kiềm chế ngươi như vậy. Người biết lỗi phải sửa đi, gắng sức học cho giỏi để ai nấy đều kính trọng người. Do vậy sẽ kính trọng tổ tông cha mẹ người. Nếu người vẫn không chịu sửa đổi thì cũng giống như ngươi, hàng ngày tự chửi bới tổ tông cha mẹ vậy, sớm sẽ đánh ngươi. Đây là chỗ ta đại từ đại bi yêu thương ngươi. Nếu ngươi biết tốt xấu như vậy thì may ra có hiệu quả. Đối với chuyện của đứa con gái lớn, chỉ nên quyết nó sốt sáng niệm Phật, những điều khác chẳng đáng bận tâm đến. Thiên định giả thắng nhân, nhân định giả thắng thiên. Thật ra khổ vui hên xui mà người đời gặp phải quá nửa là do người ấy đã tạo. Có mấy ai một bề giữ nguyên số mạng. Nói chung, người làm ác cuộc đời chẳng thể tốt đẹp đúng như số mạng thì nhiều, người tu thiện biến đổi số mạng xấu hèn thành tốt đẹp thì ít. Hai loại người này đều là nhân định thắng thiên. Người đời mỗi khi có ý niệm thiện liền có thể chuyển được họa thành phước, chuyển dữ thành lành. Huống gì suốt đời ăn chay, niệm hồng danh vạn đức của Như Lai mà chẳng thể xoay chuyển tạo hóa ư? Chỉ cần dạy họ thường giữ lòng kính sợ, phát tâm bồ đề thì những điều ấy còn có thể làm phương tiện dẫn đường để siêu phàm nhập thánh. Huống hồ những chuyện phước nhỏ nhặt khác mà chẳng thể đạt được ư? Phước và họa dựa dẫm lẫn nhau, muốn thuận được phước chẳng mắc họa thì cũng chỉ do chính mình nỗ lực tu trì. Hôn sự của con gái ông, người nhà đã không bằng lòng hãy nên châm trước và hỏi con gái ông có ý kiến quyết định hay không. Nếu con gái ông có ý kiến quyết định thì chẳng trở ngại gì. Còn như con gái ông không có ý kiến quyết định, sau này có thể vì chán ghét nghèo cùng, ghét bị trói buộc, lại bị những kẻ ghét nghèo chê bai oán thán, chắc sẽ chẳng tốt lành gì. Chẳng thể không tính sẵn điều này. Trước hết hãy nên hỏi con gái ông rồi hỏi Phật để quyết định. Người thế gian tính toán cho con cái phần nhiều đều mưu tính trên gia tài chứ không tính trên nhân phẩm. Con em nhà giàu chẳng được mấy năm liền bị đói lạnh chết đi, nào có hạn lượng. Kẻ nghèo trắng tay nhẵn nhụi thành ra lập nghiệp được cả nước tôn sùng, há lại có hạn lượng ư? Đây là nói theo giới thương nghiệp, bọn quân phiệt không tính vào đây. Do ông đã nhắc đến nên chẳng thể không bảo cùng ông biện pháp thận trọng. Con cái ông gặp được người thuộc gia đình tốt đẹp như vậy thật là may mắn lớn lao. Gặp năm tháng chẳng vừa ý là tại trời, nhưng tu chỉ là tại ta, mạng tự ta lập. Nếu có thể thường giữ lòng kính sợ, nhất tâm niệm Phật và niệm Quán Âm thì không nghiệp nào chẳng tiêu, không phước nào chẳng đưa tới. Đây chính là ý nghĩa lớn lao, nhân định thắng thiên vậy. Nếu cô ta lười nhác biếng trễ, trong tâm không đặt nặng chuyện năm tháng không vừa ý, sẽ thành ra thiên định thắng nhân. Xin hãy đem ý nghĩa lập mạng tu thân lớn lao này nói với cô ta, ác cô ta sẽ rửa lòng gột ý, dè dặt, chăm chú tu trì, siêu phàm nhập thánh hãy còn dư, huống hồ khuyết điểm năm tháng nhỏ nhạt ư. Cô con gái thứ hai nếu chưa hứa gả cho ai, hãy nên chọn một gia đình tin Phật để cho cô ta được xuất giá, sớm hỏng nhẹ trách nhiệm khỏi phải lo lắng. Hãy nên bảo cô ta hiện thời lòng người chẳng được như xưa, người ta càng phú quý càng nguy hiểm, chớ nên không hiểu việc, cứ muốn chọn gia đình giàu có để mong hưởng phú quý dài lâu. Tuy nhà người ta nghèo, chỉ cô sao giữ bổn phận là được rồi, nếu thời cuộc biến động cũng chẳng đến nỗi quá thê thảm. Nếu là nhà phú quý rất có thể cả thân lẫn mạng đều chẳng giữ được, ai nấy đều có điều ưa thích, kẻ trộm danh xuồng, ắt sẽ chẳng chú trọng lợi ích thật sự. Bà nội kế của ông tuy có mấy chục năm tu trì nhưng vẫn là một kẻ phàm tục, đối với việc vãng sanh sợ rằng càng khó khăn hơn nữa. Nhưng cũng có thể coi điều này như một mũi kim đâm vào đỉnh đầu người niệm Phật, cần phải buông xuống hoàn toàn sự hàm chuộng. Thể diện tốt đẹp thì mới là người thật sự niệm Phật. Quang cũng chẳng phải là bậc thánh nhân có đủ thần thông, chỉ có thể trí thành hồi hướng cho cụ, chẳng thể làm cho cụ quyết định được vãng sanh. Bà nội kế của ông hành trì đã quy về thuận nhất, nhưng chẳng lúc ấy nói đến sự lợi ích cầu sanh Tây Phương thì cụ vẫn hơi hàm hồ, càng khó vãng sanh. Do có chút phước tu hành, chắc chắn đời sau bị phước làm mê, sẽ rộng tạo ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp chắc chắn bị đọa mãi trong tam đồ ác đạo. Biết sự lợi hại này rồi, chớ xỉ tầm vọng tưởng, luyến tiếc trần cảnh thế gian. Chẳng nguyện vãng sanh, cụ thành tựu được sự vãng sanh sẽ có lợi ích rất lớn cho ông và quyến thuộc. Cư sĩ Chí Liên đã ngoài 70 tuổi, tháng ngày không còn mấy, hãy nên khuyên cụ chuyên tâm dốc trí cầu được vãng sanh. Buồn phần chẳng được có chút ý niệm của phước báo nhân thiên trong đời sau, ngõ hầu cụ quyết định được vãng sanh. Thêm nữa, lúc cụ lâm chung, càng phải khéo giúp đỡ giữ gìn, đừng để vì không khéo lo liệu mà cụ bị phá hoại tịnh niệm. Sự mất mát sẽ chẳng nhỏ nhoi đâu.
Thành tựu một người vãng sanh Tây phương chính là thành tựu một chúng sanh thành Phật, vốn có thể vãng sanh, nhưng vì chẳng khéo lo liệu, để nỗi do bị đau đớn sân tâm nổi lên, hoặc vì đau thương mà dấy tâm yêu mến, tâm sân hay tâm ái vừa khởi lên, tịnh niệm liền bị vẩn đục, dao động, chuyện mong cầu vãng sanh kể như khỏi tính nữa. Từ công đức thành tựu một người vãng sanh mà nghĩ đến nỗi phá hoại sự vãng sanh của người khác, thật đáng sợ hãi lớn lao thay. Mạng sống của con người trong thế gian chớp mắt đã qua, một hơi thở ra không hít vào được nữa, chẳng biết lại đi về đâu nếu chẳng biết chắc chắn một pháp tịnh độ, thật đáng sợ hãi đến cùng cực. Ông Tào Tung Kiều kể, khi cha ông ta đi học, một bạn học là con nhà phú ông hết sức đần độn, thầy giáo dạy cho hắn, hắn còn chưa hiểu. Cha ông Tào vừa nghe liền thuộc được ngay, gã con phú ông ấy chết sớm, về sau thấy hắn đến nhà ông Tào, rồi chợt chẳng thấy nữa. Tào Tung Kiều đèn sanh được một gái, nay đã 31 tuổi, cực thông minh, học hành hoàn toàn chẳng phải tốn công, thoạt đầu là con trai phú ông, đời sau làm cháu nội gái của người bạn học, con người luân hồi thật đáng sợ thay. Đây chỉ là thay đổi hình tướng nam nữ, chứ kẻ biến đổi toàn thể thì trong 10 người đã hết 8-9, buồn thay. Tu hành chẳng gì ngốc, quyết khó thể thành tựu, nhưng tâm niệm Phật chính là chánh niệm chân như lớn lao. Khi chuyện chẳng ngờ trước xảy đến, dẫu là chuyện chẳng thể thoái thác được, hãy nên bình tâm hòa khí, suy xét cẩn thận, đấy chính là xét lời nói, xem vẻ mặt hết sức kỹ càng. Tâm gấp rút chính là chướng ngại lớn cho người tu hành, buông được cái tâm này xuống thì đường thể sẽ thanh lương. Trong lúc cõi đời rối loạn này, tuổi ông đã gần 50 rồi, nếu chẳng chịu chết lòng niệm Phật, do đọc sách có chỗ không biết, bèn muốn học giáo, suy tính kiểu ấy, nếu đem hỏi vị pháp sư khác, chắc vị ấy sẽ bảo là rất tốt. Nếu đem hỏi Quang, Quang sẽ bảo đấy chính là suy tính chẳng tuân giữ bổn phận. Kẻ ngu một chữ không biết kia còn được vãng sanh Tây Phương, nhưng bậc đại thông gia, thông tông thông giáo sâu xa vẫn không được hưởng lợi ích ấy. Sao ông lại xem đó là điều tiếc nuối? Những cảnh tượng ông đã thấy trong mộng rất tốt, hãy nên nỗ lực, lâu dần sẽ tự được không chướng ngại. Loại hiện tượng ấy cố nhiên chẳng dễ dàng đạt được, nhưng trở nên vạch đất tự giới hạn không tiến nữa. Nếu không dò những chuyện ấy mà kêu căng khoe khoang, nó sẽ có lợi ích thật sự. Niệm Phật tu trì giống như uống thuốc, nếu hiểu rõ giáo lý, giống như biết cặn kẽ nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý, rồi sẽ uống thuốc, thì có thể gọi là tự lợi lợi tha, không chi tốt lành bằng. Nếu không được như thế, trước hết chỉ chịu uống thuốc A Già Đà đã được Đức Phật ta bào chế sẵn, thì bệnh nào cũng được lành. Cũng có thể đem thuốc này cho hết thảy mọi người uống để được lành bệnh, chỉ mong sao lành bệnh, không cần phải buồn lòng vì chẳng biết nguồn gốc căn bệnh dược tánh mạch lý. Đoạn trừ dâm niệm, sân niệm thật chẳng dễ dàng gì, nếu chẳng có sở chứng quyết chẳng thể rốt ráo thanh tịnh. Như 12 câu trong sách Cảm Ứng Thiên, kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc, thấy người khác đạt được điều gì giống như chính mình đạt được, vân vân. Nếu có thể đối với mỗi chuyện đều có thể xét soi tự tâm, dẫu tâm chưa thể thuần ngày vẫn có thể thường được như vậy. Nhan tử, nhan uyên, 3 tháng chẳng trách nghịch điều nhân nhưng vẫn hơi bị gián đoạn, chưa thể hoàn toàn hòa lẫn thành một khối với lòng nhân được. Mong thành thánh thành hiền là do con người tự gắng sức, nếu phóng túng sẽ chẳng thể nào diễn tả được. Giống như những kẻ vì nước vì dân hiện thời vậy, chẳng đáng buồn ư. Người ta tu hành, người tu hành tâm trở nên lệch lạc, nếu lệch lạc cho sẽ mắc bệnh. Thần thể yếu đuối hãy nên lắng lòng chánh niệm để tâm thần chẳng rong ruổi theo bên ngoài. Tâm tự quy nhất thì thân cũng dần dần được yên ổn khỏe mạnh. Nếu muốn được vãng sanh mà tâm này kết chặt chẳng cởi gỡ được, chắc sẽ dấy lên ma sự, mặc cho nghiệp đến đi chính mình tự chấn định. Nếu muốn được thành tựu ngay sẽ như dưa chưa chín đã hái trước, há còn dùng được nữa hay chăng? Ông bạn ít nọ thần kinh suy nhược, một là do tham sắc, hai là do quá mức vọng tưởng muốn làm chuyện sức mình không thể làm được mà ra. Nếu cởi gỡ được hai điều này, bệnh sẽ tự lành, nếu không sau này bị mất trí phát cuồng cũng chẳng biết chừng. Căn bệnh của huệ tịnh càng sâu nặng hơn, đáng than hết sức. Người xưa nói, ninh khả thiên sanh bất ngộ, vật giao nhất thời trước ma, tha cho ngàn đời chẳng ngộ, chẳng để ma dựa một lúc. Người thông minh tự kiêu, đa phần phạm phải căn bệnh này, do trước đó tự tâm đã chứa sẵn trí khí, phô trường sạch, trái trái, hung hăng này, mà bèn thừa cơ xen vào, nếu chẳng nông nổi bộp chộp tự kiêu mà sẽ lánh xa. Ông ta còn biết cầu Quán Âm, cầu cứu Quang, Đức Quán Âm đại từ đại bi, ông ta sẽ được ngài từ bi che chở. Quang là nghiệp lực phàm phu, chỉ có thể khấn nguyện hồi hướng cho ông ta, đâu có thể như bậc thánh nhân thần thông chữa cho ông ta lành bệnh từ xa được.
nay tính kế cho ông ta, đem 50 đồng ông ta đã cúng gửi sang Đinh Nham Sơn Tự để họ lập một bài vị trường sanh lên vị cho ông ta. Sanh tử đều vô ngại, trường sanh lộc vị chỉ thích hợp cho người sống. Thờ trong niệm Phật đường, lại vì ông ta chỉ trụ hữu đại bi 2 ngày, mong cậy vào Phật lực, pháp lực, chúng tăng lực, ắt sẽ được lành bệnh. Linh Nham cách thành Tô Châu hơn 20 dặm, là một đạo tràng cổ 20 năm trước ra về tay hòa thượng Chân Đạt, gần đây đổi thành đạo tràng thập phương. 30 vị sống ở đó chuyên tâm tu tập, niệm Phật suốt năm, cũng không có chuyện cách thập phương lui tới cúng bái, cũng chẳng làm Phật sự, cũng không truyền giới, công khóa rất nghiêm mật, cả tỉnh Giang Tô không có đạo tràng nào như vậy. Huệ lợi mỗi năm chẳng quá 1.000 đồng, lập chương trình, nếu chi dụng cho 20 người sống ở đó không đủ, hòa thượng Chân Đạt sẽ bù thêm. 2 năm gần đây, do có người đạt Phật thất nên số người cũng đông hơn, nhưng vẫn vừa đủ chi dụng. Phật thất vừa nói đó, mỗi lần cử hành đều viết thư thông báo, nhưng số người trong vùng đến dự 10 phần chưa được một. Chùa Linh Nham chỉ niệm Phật, ngay cả diệm khẩu cũng không thực hiện. Đu đủ trừ được phong thấp, nếu muốn cho ấm chẳng ngại gì mua đu đủ tươi rồi tạo cách giữ cho nóng bằng cách buộc trên đùi. Loại tươi có tác dụng mạnh nhất. Quang do sợ lạnh nên dùng loại đu đủ khô cắt thành miếng. Cháu ngoại gái của ông thiếu sữa hãy nên dùng sữa bò. Con dâu trưởng của ông Vương ống đông mất, cháu nội là Tích Quang chưa đầy năm, liền cho bú bằng sữa bò chứ hề phải mướn nhũ mẫu. Và mọi chuyện nên định lượng lợi hại được mất từ trên căn bản, hãy cân nhắc nặng nhẹ để chọn cách thực hiện. Bệnh lác thật khó trị nhất, dễ chuyển nhiễm nhất. Thuốc cao thường nhĩ hiện thời quả thật trừ khử được họa hại, tăng phước lợi lớn nhất cho xã hội. Tuy chẳng thể tránh khỏi tổn thương đến sinh mạng loài trùng, nhưng thuốc ấy có lợi ích lớn lao. Huống chi Quang còn bảo kẻ chế thuốc cao và người uống đều niệm Quán Âm nữa ư? Nếu theo như ý ông cứ dẫn loài ông đào ẩn cư, viết sai là quân, để rồi kiêng kỵ sẽ làm hại người bị bệnh lác, mặc cho người ấy cứ mắc bệnh mãi, để rồi thường truyền nhiễm ư? Mong hãy dứt khoát bỏ ý nghĩ ấy đi. Nói đến căn bệnh của người bạn tiền ích nọ, chẳng biết ông ta có những lời Quang nhận định như vậy là đúng hay không. Chẳng biết ông ta có cho những lời Quang nhận định như vậy là đúng hay không. Lúc này đúng nhằm lúc thời cuộc từ ngàn xưa chưa hề có, nhưng ngay trong lúc này ông ta vẫn cứ buồn vì đã 50 tuổi mà chưa có con. Chẳng biết đoạn nghiệp trùng ấy để mai sau chẳng đến nỗi rộng tạo ác nghiệp, di hại cho xã hội, con cháu điếm nhục tổ tông cha mẹ thì may mắn chi hơn. Về sách Nhân Phổ, trước kia ông Minh Đạo chỉ đem đến một cuốn Nhân Phổ Loại Ký, nói ông đậu tổn ngã muốn ấn hành lưu thông, xin tôi khuyên điểm câu văn cho dễ đọc. Đến cuối tháng Minh Đạo và tổn ngã đến cầm theo 2 bộ sách trọn vẹn, một bộ in theo lối chữ to, một bộ in thạch bản chữ nhỏ. Như vậy là Nhân Phổ Chánh Biên một quyển chỉ gồm hơn 1 trang và Nhân Phổ Tục Biên quyển 1 và quyển 2 tổng cộng là 18-19 trang. Lời tựa mở đầu sách ấy đúng là đả phá bài xích nhân quả báo ứng đến tột cùng. Văn tự của họ Hàn, họ Âu dẫu nhiều đến đầu đi nữa cũng chẳng quyết liệt bằng bài tựa gần được 400 chữ này. Độc tánh của bài tựa ấy ắt sẽ khiến cho kẻ khác giết cha hại mẹ chẳng hề do dự, dù sợ mảy may nào, rồi khiến cho con người trong cả đời đều biến thành cầm thú hết mới thôi. Cùng cách giảng về chánh tâm thành ý của những tiên sinh bên lý học như thế, chính là đả phá bài xích cội nguồn của chánh tâm thành ý chẳng tiếc sức chút nào. Họ chỉ muốn làm cho con người tận nghĩa tận phận, nhưng chẳng biết đã phá bỏ nhân quả, thì thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt, phóng túng không kiêng dè, không điều ác nào chẳng làm, chẳng đáng buồn ư. Chất độc khiến cho đất nước thoi thóp, dân không lẽ sống hiện thời đều là do những vị tiên sinh lý học này đã hạ độc từ trước, đến nay mới bắt đầu phát tác mạnh mẽ. Do vậy tôi bèn bảo ông Tổn Ngã muôn vàng trở nên lưu thông sách này. Chỗ tốt của nó thì các thiện thư đều có, còn chỗ sai lầm của nó đúng là móc bỏ chánh nhãn của người đời sau trong thiên hạ. Vì thế hãy nên bỏ đi ý định ấn hành. Những sách chú thích công quá cách cũng chẳng phải là sách thích hợp căn cơ, vì con người hiện thời phần nhiều chán nghe những chuyện nhân quả luân thường, chỉ có người chân tâm tu trì mới chịu đọc mà thôi. Sách lịch sử thống kỷ bất luận là người tin Phật hay vắng Phật đều chịu xem, bởi đó là những chuyện được chép trong sách sử. Dẫu hứa kẻ coi nhân quả là hư vọng, phô phàng trống rỗng, ưa tỏ vẻ là bậc đại thông gia trước mặt người khác, nếu đọc sách này chẳng khỏi bị cảm hóa. So với hết thảy các thiện thư, thì sách này là thiết yếu nhất để đạt được lợi ích thật sự. Tiếc cho con người chẳng để ý, nếu để ý kẻ ngu liền thành trí, kẻ cuồng kẻ thành thánh vậy. Họ trầm tâm cực thần khảnh khẩn,
nhưng lại lẽ phần nhiều thiên chất, tri thức cũng khó người, giống như Ngọc Phong. Trước đây tôi đã nói với ông Úy Như như thế, còn như lưu thông hay không, cứ mặc cho người ta làm, không đà phá mà cũng chẳng tán thành, tôi cũng chẳng dính vào hai chuyện ấy. Ông hứa chỉ tịnh, lại còn sửa chữa bổ sung đại lược, sách lịch sử cảm ứng thống kỷ, những điều được ông ta thêm vào, tuy đại lược nhưng có tầm quan hệ lớn lao. Nói chung thêm vào hơn 1 vạn chữ. Cư sĩ Lý Kỳ Khanh tính bỏ ra 2.000 đồng để khắc in mộc bản, phòng trường phải mất 2 năm mới in thành sách hoàn chỉnh. Thượng Hải lại cho tái bản, hiện đã giao cho Quốc Quang Thư Cục đúc bản kẽ mới, sẽ giao cho nhà in trong khoảng tháng 8, chắc có thể in thành sách trong năm nay. Hiện thời Pháp Diệt, Nho và Thích đều như nhau, không có loại sách này thì chẳng có gì để uốn nắn lòng người cho ngay thẳng, duy trì thế đạo được. Vì thế Quang vẫn còn phải lo toàn đôi chút đối với việc rào tránh đối chiếu vân vân. Ở Giang Tây có một vị tăng tên là Đức Sâm, tánh khá tỉ mỉ chịu khó, hiện đang trụ tại chùa Báo Quốc, rào tránh kỹ càng. Muốn tụng Quán Âm Viên Thông Chương, hãy nên niệm chọn bài văn tiếp theo đó. Tuy phần kinh văn ấy chẳng chuyên nói về phép viên thông của Đức Quán Âm, nhưng vạn lẫn nghĩa, thấu lý tột cùng viên diệu không gì bằng được. Nếu lược bỏ đi không đọc cũng chẳng có tội lỗi gì, nhưng đầu đuôi không được toàn vẹn, trở thành cái bệnh chọn lựa. Nên tụng cho đến hết phần sau bài kệ chọn lựa pháp viên thông của Ngài Văn Thù, tức là phần kinh văn trưởng hàng. Từ lúc bấy giờ A Nan và các đại chúng cho đến vô lượng chúng sanh đều phát vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề Tâm. Tụng như vậy thì một đại sự nhân duyên viên thông của Đức Quán Âm mới được trình bày trọn vẹn, hoặc truyền niệm phẩm phổ môn cũng được. Nếu tụng phép viên thông của Ngài Quán Âm thì phải tụng đúng như sách Quán Thế Âm Bổn Tích Cảm Ứng tụng đã sao lục. Trước kia ông Hứa Chỉ Tịnh cũng đem phần kinh văn trường hàng sau bài kệ ấy trích lược đối chỗ, Quang cho sao lục toàn bộ để đại sự ấy hoàn toàn không bị khiếm khuyết thì mới nên. Kinh Kim Cang được rất nhiều người chú giải, muốn tìm một bản gọn gẽ thoáng đạt dễ đọc thì hãy nên thỉnh bản chú giải của Tông Lặc để xem. Ý nghĩa kinh văn của phẩm Tịnh Hạnh pháp nào cũng viên thông, chớ nên chấp chết cứng vào từng chữ từng câu. Những đoạn như được thức ăn ngon, chọn thỏa ý nguyện, tâm không còn mong muốn đều bao gồm ý nghĩa đoạn hoặc chứng chân trong ấy. Nếu chỉ hiểu là chuyện ăn uống thì hoàn toàn trái nghịch ý nghĩa của kinh mất rồi. Còn như bài kệ sở tác giai biện cụ chư Phật pháp, việc làm đã xong đầy đủ Phật pháp, há chẳng bao gồm ý nghĩa vãng sanh cực lạc trong ấy hay sao? Vì thế đương nhiên phải tụng đúng theo kinh. Nếu như ông nói người niệm Phật đối với mỗi bài kệ trong phẩm Tịnh Hạnh đều nên sửa đổi làm như vậy, sẽ trở thành làm chuyện sai quấy trái nghịch kinh mất rồi. Quang chưa rảnh rỗi để giải thích triệt ngộ ngữ lục. Nhất sanh bổ xứ là danh xưng chung để gọi những vị phá vô minh chứng pháp tánh, há có nên giải thích là số lần sanh vào trong nhân gian. Các vị Bồ Tát ấy chứng vô sanh sâu xa, trong khoảng một niệm cũng có thể thị hiện sanh trong khắp các cõi, tùy bảo được thị hiện dáng sanh nhưng thật sự chẳng có tướng sanh nào để đạt được cả, do vậy gọi là vô sanh. Nếu chỉ hiểu chẳng sanh là vô sanh thì có khác gì hành tướng khối thần mẫn trí của tiểu thừa đâu. Các vị nhất sanh bồ xứ biến dịch sanh tử chứ không thật sự sanh tử, vì tùy đã liễu sanh tử nhưng vẫn còn vô minh hoặc chưa thể nhanh chóng đoạn sạch được, nên phải nhiều lần đoạn hoặc nhiều lần lượt chứng chân. Ước theo ý nghĩa sở đoạn nên gọi là tử, ước theo ý nghĩa sở chứng nên gọi là sanh. Địa vị bổ xứ Phật và đạt đến địa vị bổ xứ ý nghĩa chẳng hai. Ông cho rằng thành Phật chính là đạt đến địa vị bổ xứ, nhưng mỗi vị Phật thành Phật có cơ duyên riêng, há nên chấp chết cứng. Chỉ cần phá vô minh chứng pháp tánh thì hoặc là thành Phật ngay, hoặc phải trải qua nhiều kiếp dài lâu mới thành Phật, đều tùy thuộc cơ duyên của mỗi vị như thế nào mà thôi. Chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bà trí, chúng sanh vãng sanh cõi cực lạc đều là a bệ bà trí. A bệ bà trí và nhất sanh bổ xứ cũng đều thuộc trong số ấy, nhưng để chỉ rõ những vị thuộc vào địa vị sâu xa, số lượng rất nhiều nên kinh Di Đà lại nói: kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, trong số ấy có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Đừng luận định các vị thượng thiện nhân cõi cực lạc bằng cách chấp chết cứng vào giáo lý, há nên dùng câu nói trên đây để kết thúc phần nói về tam bất thoái. Địa vị bất thoái thứ ba là niệm bất thoái, chính là những vị từ sơ trụ cho đến đẳng giác trong phiên giáo, chớ nên giới hạn đặt tam bất thoái nằm ngoài số những vị nhất sanh bổ xứ. Hãy nên nghiền ngẫm kỹ chữ giai đều và chữ kỷ trung, sẽ chẳng tự lầm lẫn tách rời tam bất thoái khỏi nhất sanh bổ xứ.